ừ nè, đưa nắm nắm rồi. Lỗi quá. Nữ Cần Thủ lần đầu tiên đi mò ốc nha các bạn. Dở cái bụng lên. 2 bạc ký à. Dạ bạn, giờ mình đi đi mò ốc nha các bạn, mò ốc đắng. Đây, nãy giờ mình mò được như đây rồi. Nó nằm, máy ốc nhỏ nhỏ bỏ, đừng bắt đi. Rồi. Nó hiền. Con bự mà hiền chụp. Mò lại không được luôn. Dán mê chạy đi chạy nữa rồi. Nó rửa chạy đấy, nó rửa. Cần Thủ xuống nữa, giờ chơi chuyển qua tới với mò ốc. Thêm lực lượng Cần Thủ Dĩnh nữa. Mò lại đi, chứ mấy bạn này đi qua là đạp dấu chân không. Mình mò hết mấy cái hương này luôn nha các bạn. Mò ốc. Và cái kết. Thấy tàu lá là đó, 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 heo, nhẹ nhẹ từ từ heo. Mò theo, không mày mò được mấy con rồi tiếng. Và ốc đắng luôn các bạn ơi. Từ từ nghe cái tàu lá mới dở lên là ba ông con nó ừ nó chụp lên. Đi mò đi, tao quay. Dở từ từ đó 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 đúng rồi. Rồi đó 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 đúng rồi ốc đó tên tên cái tàu lá nãy cầm dính mấy con xong buông cái gớt cái tờ dở từ từ. Một đắng mình cũng được như đây các bạn. Anh nông dân Long An tiếp tục đi về Bến Tre một. Hôm nay mấy anh em mình quậy hết luôn. Bến xịnh mò mò dưới đất nữa Hiếu, dưới nó dưới xịnh của tờ luôn nè. Đây các bạn, ốc đây, ốc đắng nè. Đây đây các bạn thấy không? Đây là con ốc nè. Đây. Đó. Này ốc luôn các bạn thấy không? Các bạn. Mò ốc đắng nha, sau vườn nhà mình luôn. Các bạn xem. Đâu đâu, em bắt được ốc rồi chưa? Mày quay xong đi rồi mày đi làm sao ăn mày gà lại nhóc luôn á. Ốc rồi các bạn, ốc đắng tiếp tục dính nha. Ốc đâu? Quá trời luôn nè.
nhiều quê mò ốc. Đâu ốc đâu? Lóc đâu bác ơi? Con ở đây đâu? Đây nè. Con vòn rồi. Đúng rồi. Ở đây nhóc luôn nè. Xuống đó đi. Nè. Ốc này bự không à. Ốc chết dục nha. Đừng bắt ốc chết nha. Ốc mập quá các bạn ơi. Ốc đắng con nào nó mập rất là mập luôn. Đâu nữa Cần Thủ bắt được con ốc nào chưa? Đứt tay các bạn ơi. Xích qua là mỏi. Cái vỏ ốc nó rất là bén luôn. Xích qua là mỏi cái này à. Ốc đắng nha. Hai bạn bắt liên tục luôn cái giò của tao. Ngồi chung đi nè, gần gần cái giò mày không nè, thấy không? Thì tao đâu có dám bước nữa đâu. Nó mò đi, hồi dính cá bóng á. Một tí đồng hồ mò thì mình mò khoảng một hộp nhiêu đây, tầm khoảng 2-3 kg á. Được, nhỏ 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 dục rồi. Ốc đắng, hồi mình về sẽ rửa sạch hơn xíu. Vẫn còn đang tiếp tục mò. Cái đứng mò chỗ luôn bộ quá tự nè, đưa lên nắm nắm không à. Ê, chắc nước quá. Tôi xin tình thật biết ơn này đi. Lỗi quá. Nữ Cần Thủ lần đầu tiên đi mò ốc nha các bạn. Lỗi xin. Về thúi quát bắt câu hỏi. Quá trời ốc. Con tiếng mò được mấy con rồi. Nghe ốc đắng nha còn đó, nó đu trên tàu lá dừa đó. Áo à. Ừ. Đi. Đắng đi, ký 15 ngàn đi. Rồi. Chứ nhiều mày.